Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Giữ miệng phòng tâm. Cổ đức có câu: thiện ác lưỡng điều đạo, tu đích tu, tạo đích tạo. Nghĩa là thiện ác hai con đường, đường tu và đường tạo. Điều này nói ra hoàn toàn xác đáng. Tu cái gì? Tu đường thiện. Tạo cái gì? Tạo nghiệp ác. Thiện tri thức cảnh giác chúng ta mà không bao giờ chán. Có điều chúng ta ngu si, không biết lãnh giáo những điều ngay, cứ việc ta làm, chỉ biết lợi cho mình mà không nghĩ lợi cho người khác. Và nói cách khác là chỉ biết tạo nghiệp ác, không tu thiện, cho nên không thể nào ra khỏi sáu nẻo trong vòng luân hồi. Ý nghĩ của chúng ta kể ra thì vô lượng, vô biên, vô cùng tận. Niệm thì chạy lên thiên đàng, niệm thì xuống địa ngục. Vọng tưởng về thiện tức thuộc phạm vị thiên đàng, vọng tưởng về ác thì thuộc về địa ngục. Do đó, chúng ta nhất cử nhất động, một lời nói, một công việc làm, lúc nào cũng phải thận trọng, từng giờ từng khắc lưu tâm, đâu đâu cũng phải chú ý, trong ngoài như một. Trong bề ngoài thì hành động rất tốt, nhưng bên trong thì đầy vọng tưởng, cái đó cũng không mang lại kết quả. Phải làm sao cho trong ngoài như một, không chạy theo vọng tưởng mới được. Có những người trong tâm thì đầy vọng tưởng, nghĩ rằng người ngoài không hay biết. Rồi cứ như vậy, ngày ngày vọng tưởng, cho đến khi xuống địa ngục cũng mang theo, mà chính mình thì không biết tại sao đọa địa ngục. Những hạng người như vậy thật đáng thương. Chúng ta là người tu học, ở chung phải giữ miệng, đại chúng ở chung một nơi phải đề phòng chuyện thị phi. Có câu nói rất chí lý: họa tòng khẩu xuất, bệnh tòng khẩu nhập. Chúng ta không nên bả đâu nói đấy, cố tránh chuyện phiền phức, giữ miệng cho kín là tốt hơn cả. Lại có câu: thị phi chỉ vì hay mở miệng, phiền não đều do cưỡng xuất đầu. Độc tọa phòng tâm, nghĩa là khi ngồi một mình chúng ta phải cẩn thận đề phòng tâm ý, chớ theo vọng tưởng, nhất là các tư tưởng về dâm dục. Người xuất gia càng phải đặc biệt chú ý, quản lý kỹ càng cái tâm, không cho những tư tưởng vô ích đến quấy nhiễu. Vọng tưởng thì ai ai cũng có, nhưng khi đã khởi vọng tưởng thì ta phải vận dụng các phương cách để khống chế, không cho vọng tưởng làm mưa làm gió. Những phương cách đó là hoặc ta niệm Phật, hoặc ta trì chú, hoặc giả ngồi thiền, bái sám, tóm lại, kiếm một cái gì khác để làm, sao cho tinh thần tập trung lại thì sẽ không có vọng tưởng. Người tu đạo, thứ nhất phải phá được cánh cửa sắc dục, nếu không phá được nó thì không có hy vọng tu tập và đầu óc hồ đồ, tâm điên đảo cũng không thành công. Cho nên, tôi thực thà nhắc quý vị là chúng ta phải hàng phục cái tâm này. Hàng phục tâm chính là dứt cái niệm dâm dục. Nếu không đoạn trừ được nó thì dù tu cho đến 80.000 đại kiếp cũng phải chẳng khác gì nấu cát để hòng có cơm ăn. Xưa nay chẳng có chuyện đó bao giờ. Các vị có muốn tu thành quả thánh vô lậu không? Đoạn dục cắt ái, thanh tâm quả dục. Thì còn có chút hy vọng, nếu không, không hy vọng gì. Tốt hơn là mau mau hoàn tục kẻo lãng phí thời gian. Bất kể là phái nam hay phái nữ, hoặc giả là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, là người già hay trẻ nít, ai nói đạo lý chính đáng thì ta nghe, ai nói không chính đáng thì đừng có tin, chúng ta nhất định phải có con mắt chọn pháp. Hợp đạo lý thì đi tới, không hợp đạo lý thì rút lui, chọn điều thiện mà theo, bất thiện thì sửa đổi, đó là quan điểm hết sức cơ bản của người tu. Có người biết rõ lỗi của mình mà không sửa đổi, biết mà vẫn làm quấy. Những hạng người này rất khó giáo hóa, họ chẳng kham nổi Phật Pháp, chẳng thể học gì thêm. Người ta nói, gỗ mục khó đẽo gọt, tường bằng phân khó chết. Nếu chính mình không tự giúp cho mình, tự mình coi thường mình, thì ai còn coi trọng mình, ai còn giúp đỡ mình nữa? Đó là điều cần phải tự xét cho kỹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.